Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Kệ rượu đẹp gỗ công nghiệp. Đặc điểm của mẫu kệ rượu: kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, hiện đại, sang trọng. Màu vàng vân gỗ tươi sáng làm chủ đạo, rất thu hút và hiện đại. Thiết kế chân tủ chắc chắn, dáng chân cao đậm tính trang trí. Khung tủ rượu MDF định hình rất dày dặn, kết cấu vô cùng vững chắc, khả năng chịu lực rất tốt và độ bền cao. Kết hợp với khung cửa kính mang đến không gian hoàn toàn mới, thoáng mát và rộng rãi. Là một lựa chọn bạn không thể bỏ qua trong những không gian giới hạn diện tích. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.